Ngày 5 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Võ Ngọc Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Cao Phong, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Luân chuyển đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cao Phong, nhiệm kỳ 2015-2020. Trao quyết định và chúc mừng các đồng chí mới được điều động và luân chuyển. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các cơ quan đơn vị địa phương có lãnh đạo mới. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để các đồng chí mới được điều động, luân chuyển, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.